lấy hết tiền trong heo mua pizza rồi, giờ sao? Gì? Mẹ lấy hết tiền trong heo mua pizza rồi, giờ sao? Bỏ hả? Ha? Nha. Thôi bỏ đi, chứ giờ mẹ đâu có tiền đền cho con đâu. Giờ mẹ đâu có tiền đền cho con đâu. Hả? Không bỏ hả? Giờ mẹ lấy tiền xì. Mẹ lấy tiền mẹ mua pizza hết trơn rồi. Nãy con ăn đó. Nãy mua pizza con ăn đó. Đúng không? Giờ mẹ mua hết tiền, mẹ lấy hết tiền mua pizza giờ sao? Ừ? Không biết. Bỏ nha. Què nha. Què nha. Bỏ con heo nha. Mua lại con heo mới nha. Xin tiền cha bỏ vô nha, chứ mẹ không có tiền nha. Xin tiền cha bỏ vô nha. Nha. Rồi.